Chào mừng anh em đến cái chương trình đó là bán cu. Cu chính là đồng. Và đây là video bán đồng của No 2. Các bạn đã biết đây là những cái sợi đồng mỏng giúp chúng ta thuận tiện trong quá trình sửa chữa và trong quá trình chúng ta câu mạch. Đường kính của dây đồng là 0.1mm và chiều dài là 1.5m. Số lượng bao nhiêu cũng có các bạn nhé. Đây, ruột nói của em nó đây. Cực kỳ thuận tiện trong quá trình anh em câu kéo, ví dụ câu mạch bàn phím, câu mạch IO hay là câu các đoạn mạch bị đứt. Anh em cần mua hàng vui lòng truy cập web no2.vn hoặc call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103.